với cái đầu óc nghèo nàn mà cái loại virus nghèo nó nằm trong não của bạn rồi bạn có sang đến Mỹ bạn vẫn nghèo em chỉ đi kiếm thử coi người châu Âu có người châu Âu nào đến Việt Nam để mà ra ngoài ruộng nhổ cỏ cho người Việt Nam hay là người Việt Nam của mình những người lao động bình thường phải chạy qua bên Na Uy chạy qua Đức chạy qua thụy điển làm việc theo à, lướt uh, clip thấy cái vị na naui này lại nhắc đến tên tôi người này thì nổi tiếng là xuyên tạc và hôm nay thì lại xuyên tạc rằng là tôi nói là việt nam không có ăn xin tôi xin đính chính với bạn là việt nam dạ mình là đạp nguyện xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh cuộc sống mỹ Đạt Nguyễn lời đầu tiên là chúc chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hôm nay các bạn khỏe không hôm nay là ngày chủ nhật chúc các bạn có cái cuối tuần vui vẻ bên gia đình và chuẩn bị cho một cái năng lượng tích cực để đi làm vào ngày thứ hai à, <laughs> tần nguyễn nói các bạn với cái đầu mà bạn không có năng lực bạn đi qua tới mỹ thì bạn cũng nghèo mà thôi thì à, hiện tại thì không biết ở việt nam có bao nhiêu phần trăm con người có năng lực thì những con người như thế này thì họ chỉ là mình nói bạn thấy khi mà họ lên họ chia sẻ thông tin chia sẻ thông tin không phải là đem cái thông điệp tốt đẹp tới cho các bạn các bạn những con người này họ bán những cái bài học và bạn thấy đi hình như là không có cái trường nào dạy bạn làm giàu hết á nếu mà tầng nguyễn ở việt nam á mà đã giàu mà đã giỏi á thì đã làm ở trong chính phủ và đưa cái giáo án này vô để cho học sinh nó học được các bạn. Dân Việt Nam vẫn nghèo và nghèo. Tại vì á cái năng lực của mình trong nước là cũng không có. Và cái năng lực sản xuất của một quốc gia cũng là tè so với cái các nước Đông Nam Á. Chỉ có hơn Lào, Campuchia và Miến Điện. Mà hơn chưa được nhiều phần. Chỉ có hơn một phần mấy tới hai phần mà thôi. Bài đó mình đã làm rồi trên kênh Đạt Nguyễn hôm nay. Cho nên nói tới cái năng lực của mỗi cá nhân á, thì mình so với Đông Nam Á mình thua Singapore 15 lần năng lực cá nhân. Năng lực sản xuất mình làm được của một cái đồng giờ làm của một quốc gia mình làm được có 6 đồng 50 sen, 6 đồng 40 sen. Mà thằng Singapore nó làm tới một đồng à, sau, một giờ làm nó làm 68 đô la các bạn. Thì à, thứ nhất là Tần Nguyễn. Thứ hai là Kiều Nữ Họ Lê. Kiều Nữ Họ Lê phản biện việt kiều na uy thì dương việt kiều na uy thì dương hỏi là tại sao mà dân việt nam lại đi xuất khẩu lao động nhiều thế có thấy tây thấy mỹ nó vào việt nam nó xuất khẩu lao động không đừng có nói tây mỹ làm gì nó sẽ đi vào những người những người châu á của mình ví dụ như là nhật bổn hàn quốc thì à, kiều nữ họ lê phản biện mình cùng nhau hai cái nghịch lắm các bạn tần nguyễn thì lên dạy các bạn làm giàu mà dân việt nam thì đi xuất khẩu lao động mà 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 đó chuẩn bị đưa ra thêm 125.000 xuất khẩu lao động nữa và em kiều nữ họ lê này nói ra việt nam á là người đông việc ít mà nó phản biện mà nó dốt thật nó dốt thật các bạn mời các bạn nghe thử tân nguyễn trước nha uhm. với cái đầu óc nghèo nàn mà cái loại virus nghèo nó nằm trong não của bạn rồi bạn có sang bên mỹ mà vẫn nghèo Chúng ta không có lỗi, chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng mà 45 tuổi rồi mà vẫn còn phải cày hồng học để kiếm tiền. Thì cái tâm thức của bạn đã sai rồi. Cái bệnh nghèo của bạn nó nó, nó cái bệnh nghèo của bạn ấy, nó nằm trong não của bạn. Cái bệnh nghèo của bạn, bạn bảo sao tôi nghèo thế? Cái nghèo của bạn, thằng chủ của bạn đã không có lỗi với cái nghèo của bạn. Làng của bạn, bạn nghèo á, đừng đổi thừa cho làn của bạn Với cái đầu óc nghèo nàn Mà cái loại virus nghèo nó nằm trong não của bạn rồi Bạn có sang bên Mỹ bạn vẫn nghèo Bạn có sang bên Anh Quốc bạn vẫn nghèo Còn khi mà bạn khỏe mạnh Bạn hiểu biết về tài chính Bạn ở Việt Nam bạn vẫn giàu bình thường Và tôi muốn giúp cho các bạn thoát nghèo Học cách tạo ra dòng tiền học cách để tự do tài chính để dòng trời người giàu không phải là người tiêu tiền mà người giàu là người không cần phải làm việc nữa mà vẫn sống đến hết cuộc đời của mình gọi là tự do tài chính tự do tài chính là một cảnh giới rất cao của bậc tiên không cần phải đi làm người thoát khỏi nô lệ gọi là giải phóng nô lệ khi bạn không cần phải làm việc nữa là bạn làm một một phần trăm những người xuất sắc nhất trong lịch sử loài người những người mà con sâu thành con bướm và trong video này tôi giúp cho bạn sâu thành bướm luôn wow nói nhiều lắm các bạn nhưng mà nếu mà được như vậy á thì không có gần một triệu người xuất khẩu lao động trong nước đâu nếu mà được như vậy ở việt nam có một câu chuyện như thế này các bạn mình kể cho các bạn nghe À, có một thương gia nọ đi ra bãi biển để mà đi à, à, nghỉ mát thì có một cái à, người đánh cá họ đang ngủ ở trên một cái cục đá ở bãi biển thì à, họ nói chuyện với nhau khi mà đến gặp nhau nói chuyện thì người thương gia đó là cái đầu óc đó là làm việc làm việc làm việc phải không mới hỏi cái người đánh cá đó Tại sao ông không ra đánh cá nữa thì cái người đánh cá nói tôi đánh đủ rồi ha à, đánh đủ rồi thì người thân gia nói ok bây giờ ông đánh đủ nhưng mà giờ á ông có thời gian bây giờ ông ra ông làm thế đi rồi mốt ông có tiền ông có tiền á rồi xong rồi á ông mới mua thêm một chiếc tàu rồi ông có tàu xong rồi ông mới có thêm cá thêm cá ông có tiền rồi ông mới có mua thêm vài chiếc tàu và ông sẽ phát triển nó bự ra rồi ông có cuộc sống an nhàn hơn cái à, cái người đánh à, cá họ mới nói ủa tôi cũng đang an nhàn tôi cũng đang an nhàn mà ok các bạn thì bạn thấy á cái đầu ở việt nam hiện tại á là nó dạy các bạn là nghỉ nghỉ hưu ở cái tuổi 45 trời ơi ở mỹ nó cài tới 70 nhật nó cài đến 80 luôn các bạn nhưng mà thật sự có làm được hay không hoàn toàn không nó đi lùa gà đi qua tới mỹ để mà lùa được việt kiều mỹ thôi quên đi. nó tưởng việt kiều mỹ là Vợ lắm Việt Kiều thất bại nó mới tệ Ok Còn Việt Kiều Mỹ không có ai mà ngu cả cỡ đó Để cho tiền cho nó Để cho nó đi nó đầu tư Để cho nghỉ ở cái tuổi 45 Bạn có 1 tỷ bạn đưa cho nó Nó đầu tư cho bạn Rồi bạn rung rinh tháng 10 triệu Ok Nếu mà được như vậy thì không ai đi xuất khẩu lao động hết Người ta tới người ta bái sư hết rồi Để mà giàu Ok Một đất nước quá xào sang các bạn Đây Việt Kiều <laughs> Việt Kiều Na Uy em thanh nữ kiều nữ họ lê phản biện với việt kiều na uy mời bạn nghe ok đâu rồi okay. đâu rồi bài cũ rồi giờ qua bài mới bài. Đâu rồi, đâu rồi đâu rồi đâu rồi cái bài đó đâu rồi đây rồi mời các bạn ông chị đi kiếm thử coi người châu âu có người châu âu nào đến việt nam để mà ra ngoài ruộng nhậu cỏ cho người việt nam hay là người việt nam của mình những người lao động bình thường phải chạy qua bên na uy chạy qua đức chạy qua thụy điển làm việc theo vụ mùa vào mùa hè đó ừ. rồi người lao động trẻ việt nam mình phải chạy qua hàng qua đài loan qua nhật qua tàu đi khắp nơi Bây giờ người lao động trẻ Việt Nam mình có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Vậy thì mình suy ra cái gì? Nó lấy một số nhỏ đếm, nó lấy một số nhỏ đếm trên đầu ngón tay để nó đi phản biện với một số lớn là cả triệu người. Nếu nói chính xác là dân Việt Nam hiện tại là ở ngoài là khoảng gần 700.000 người. Mỗi năm đi 100 200.000 người. Ok, tiếp tục ào ào ra đó Thì à, Dì Kiều nó quay hỏi là Có thấy cái người Tây, người Mỹ nào không? là nó quay được hai ba người đó Ok, ngưỡng người đó là những người nào các bạn? Những người đó là những người Liên Xô Nga Nhưng họ đi vô Việt Nam để làm gì? Có một mớ họ đi vô Việt Nam Họ đang trốn chạy Putin Ok và tại vì họ theo mát lê Cho nên họ có cuộc sống Cũng cùi bắp như thế đó Rồi bạn thấy Đất nước họ vẫn sướng hơn Bây giờ nói bất cứ nước nào Ở bên nói bên Đông Âu, Châu Âu, Bắc Âu Kể cả Nga các bạn Thì dân của nó làm cũng có Cũng được 13.000 11 năm thì mình cũng đi qua đó mình học đó mình qua đó mình làm đó. nó lấy một cái số nhỏ cá nhân thí dụ nó lấy một số nhỏ của cái người việt kiều mà đi ăn sinh ở bên mỹ ok việt kiều đi ăn sinh bên mỹ và nó lấy cả một cái quốc gia mà cái trời đi đâu ai cũng khổ ải nghèo nàn hết thì nó đi phản biện lại một thứ đó rồi bạn nghe thử cái, cái phản biện như thế nào trong khi đó mình đang đi tìm một cái chỗ siêu thị ở trong việt nam mà đó người người nga nó vô nó nó chôm các bạn thì cái này không có kiểm chứng nhưng mà đó cái này nói nè đây công dân nga trộm cốp bị bắt ở nha trang à thì cái đoạn thuyết thoát này quay thì dân nga đó hoặc là bạn thấy ở bên pháp á bên pháp bên tây đó bạn thấy những cái mà đi móc túi trộm cốp á toàn là dân nga không các bạn nó nó đụng chạm nó nó thật là như thế bãi nước của họ là mát lê nghèo nàn và việc làm thì cũng trên lệch giống việt nam đó nghe 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 kiều nữ phản biện nghe kiều nữ phản biện À, người châu Âu qua Việt Nam để làm cỏ thì tôi chưa có thấy nhưng mà thấy là người châu Âu qua Việt Nam để đi bán hàng rong sau đó người Việt Nam thấy tội quá rồi cho tiền đô thì tôi thấy rồi rồi bạn nói là người Việt Nam đi lao động trên toàn cầu hả thì suy ra điều gì suy ra là đất nước Việt Nam thì quá là nhỏ bé mà 100 triệu dân mà cái số dân nằm ở trong tuổi lao động thì nó quá nhiều thì dẫn đến dư thừa lao động người ta đi qua nước ngoài để mà kiếm tiền thêm để thu nhập cao hơn để về giúp đỡ gia đình cũng như xây dựng uh, cho đất nước thì cái đó có gì đâu mà nghiêm trọng. Mỗi người một lý tưởng sống mà. Giống như là những người con gái mà lấy chồng bằng tuổi ba của họ đó để uh, qua nước ngoài có cuộc sống uh, tốt hơn đó thì cái đó là lý tưởng sống của họ. Mình nói đến làm gì? Đúng. Không, đâu, 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 hai cái. Càng phản biện nó nói được có mấy mươi giây à. Càng phản biện thì nó mới lồi ra cái dốt của nó. Có hai cái các bạn. Cái thứ nhất á uh, là Việt Nam nhỏ bé quá mà có cái số người lao động, cái số người lao động trẻ. Cái đó là cái vàng của Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam, đất nước Việt Nam, mấy bác không tạo ra được việc làm. Bây giờ nói so với Nhật. Nhật á, nó có trên 100 triệu dân. Mình không nhớ chính xác là một mà mươi mấy triệu gì đó. Nhưng mà đó, nó không còn là dân số vàng nữa. Dân số của nó đã là dân số già. Nữa trên 30% là dân số già. Mà bạn thấy nó 130 mấy triệu mà nó việc làm của nó quá trời. Mà Việt Nam vô hôm hôm qua mình có đưa cái dữ liệu đó là một năm vô trong nó đó là mấy chục ngàn người đi qua Hàn Quốc, đi qua Singapore, đi qua Đài Loan, đi qua vân vân. Mình không tạo được việc làm và người ta nói ủa sao ngộ vậy? Sao ngộ vậy? Mình đi qua nước người ta mình làm không à Mà phải đó, mình đi qua nước người ta mình làm chuyên gia đó thì nó còn hãnh diện gọi là xuất khẩu lao động đó nó có gì đâu ồ sao em giỏi quá em không tạo việc làm cho bà con đấy mở mở nhiều công ty đến nỗi mà những cái đại công ty của việt nam nó còn phải đi qua singapore và nó đi qua việt qua qua tới mỹ để nó tạo việc làm cho dân mỹ bắt đầu ngồi trong ngạo nghễ là bắt vượng đi qua đó à, dân mỹ bây giờ phải làm cho dân việt nam mà không biết dân việt nam đang làm cho cả thế giới thì nó không biết nhục Ủa nó thấy vậy bình thường hả? Đâu có Như vậy là một bất thường nghịch đi ra đây Cái gì nó cũng thấy bình thường hết Tại vì nó ăn sung mật sướng trong đó rồi nó không có biết gì hết đó. đó là một sự bất thường Không ai có muốn đi ra bên nước ngoài mà làm như thế Ok Làm như bò như trâu đúng nghĩa luôn Đúng nghĩa luôn Tiếc lên tới đầu gối dẫn đạp xe đạp Ở bên Nhật mà đi tới chỗ cái hãng xưởng để mà làm Nó thấy bình thường Đem về Ủa tại sao quốc gia mình không có việc làm để mình đi nước khác phải đó một sự một sự là yếu không giờ nói đó cái việc làm đó thôi đó là người ta đi rần 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 rồi người ta lại có tiền à, đừng có nói mấy mày nghèo quá mày muốn đi mỹ không eb ba bây giờ eb năm bây giờ nhiều lắm triệu đô la đó cưng đi diện triệu đô la đó cưng vài bữa nữa cưng cũng mặc chính bản thân cưng cũng có cái thẻ xanh đó rồi không biết thẻ xanh nó còn hạn không à đi đi về về không đi qua mỹ giấu đúng không ủa tại sao đi mỹ chứ vậy đó các bạn thấy không? Rồi, nó nói thêm một cái nữa là lý tưởng sống là một người á Việt Nam những cô gái Việt Nam á lấy những chồng á, đáng cha mình. Cái đó là bị bắt buộc phải lấy. Bây giờ hỏi ra những cái cô gái mà 20, 25 ở Việt Nam đi lấy một người đàn ông mà đáng tuổi cha của mình cho 60 đi. Bạn thấy có không? Có. Nhưng người đó là ai? Sugar Daddy. Người cha ngọt ngào. Nó có tiền. Hỏi bạn một cái người bình thường mà đi lấy một cái cô gái, một người 60, 70 đi lấy một cái cô gái trong nước. Mình cũng đang ở trong nước. Một người bình thường. Chắc cái chuyện đó nó không bao giờ có. Không bao giờ có xảy ra. 99.99% .99 là không có một người bình thường đi lấy một người bình thường 60 tuổi ở Việt Nam. Nhưng mà cô gái đó đó sẽ lấy một cái người Hàn Quốc một cái người trung quốc một cái người đài loan với cái tuổi hơn cha mình nó nhưng mà chưa mà nó còn què hoặc nữa nó què hoặc về cái tinh thần nó què hoặc về cái cơ thể của nó mà phải lấy nó ủa mình là phụ nữ mà tại sao mình không binh phụ nữ nữ hả nó bình thường thôi có nên nó chà đạp tất cả các đẳng cấp nghèo nàn từ đàn ông đàn bà cu ly nó chà đạp hết Ô, Việt Kiều thất bại ủng hộ nó nói mới nói tụi bay cu li luôn đó cho nó cho tụi bay biết <laughs> mà thật sự là tụi bay là cu li. Đó các bạn thấy. Không? Cho nên á một Việt Kiều Mỹ 60 tuổi 70 tuổi về lấy một em 25 tuổi ở Việt Nam bình thường thôi. Lý tưởng gì? Yêu đương gì? Chẳng qua là cái vé đi Mỹ. Ủa mà tại sao thì phải cần đi Mỹ? Ở Việt Nam nó khổ. Nguyên một cái gia đình nó khổ, một người mà lọt được qua tới Mỹ thôi là cái gia đình của mình nó sướng thứ nhất là cha mẹ mình sướng thứ hai là anh em mình cái đầu bà con qua bên đây bắt đầu cài rồi nó nói cài qua bên đây khổ lắm cài cài mới có tiền đem về đó cho xây nhà đó cho mua xe chạy đó nếu đất nước việt nam mà, tạo việc làm thì người ta không đi ok mà nếu đất nước việt nam mà, giàu á mà ai cũng đầu tư được á thì không có thằng tần nguyện <laughs> Đặng Nguyễn nó đi lùa bà con Mà cũng có nhiều bạn là là đi vô Gọi là mua khóa học của nó Người ta hỏi đặt một câu hỏi Tại sao á anh không dạy miễn phí Nó nói Phạm Nhật Vượng là tỷ phú rồi Có cái bán xe miễn phí đâu mà kia nó dạy miễn phí Các bạn đi mua một chiếc xe của Phạm Nhật Vượng Là bạn mua một chiếc xe thật Còn cái mình không nói xe tốt xe xấu gì Còn bạn mua một cái khóa học Là một cái khóa ảo nó dạy đâu tù trụ tưởng ai đầu tư được rồi ai đầu tư được rồi và rủng ra rủng rỉnh tài chính với cái tuổi 40 45 năm nó dạy cho bà con những cái tư tưởng là 45 phải tự do tài chính phải đi chơi không cần giàu đúng sống lai ra được rồi không bỏ một uh, năm mươi ngàn thì một tháng sẽ có được 10 triệu rủng ra rủng rỉnh ngồi không chơi mà 10 triệu là nhiều các bạn còn bạn đang đi cài 10 triệu thì ít đúng không mà bạn bỏ vô một trăm ngàn, hai tỷ trên thì bạn sẽ kiếm được là hai mươi triệu ờ ở việt nam mà ngồi rung đùi một tháng hai mươi triệu là ngon bạn phải đầu tư nguồn tiền ồ mấy cái đó nữa thì các bạn ở bên đây hầu như ai cũng biết chỉ mấy việc kiều thất bại nó không biết là bạn thấy có việc kiều thất bại nó nói về mấy cái cái đó đâu nó không có biết thì ai cũng có chơi được ai cũng làm được nhưng mà tại việt nam thì bạn khó mà có cái cơ hội rồi bạn bỏ vô à, và nó dạy cho những cái bà con mà đang rút bảo hiểm xã hội một lần đó mỗi người cũng có ba bốn trăm triệu đó tỷ không có đâu dạy cho họ đi mà họ nghèo quá ồ nói mấy người đó đó à, không có biết gì hết á cô giáo thầy giáo kia dạy cho cô giáo thầy giáo hiệu trưởng luôn đó hiệu trưởng thầy giáo phó hiệu trưởng đúng không chắc họ cũng thông minh à chắc họ thông minh chỉ họ họ biết ủa mà tại sao họ phải bỏ họ đi xuất khẩu lao động nè. tại tại sao thầy giáo hiệu trưởng cô giáo những người đó là cho những người có học có trí thức ra tạm nói vậy đi các bạn cho họ hơn những người lao động họ là ở trên này chữ nghĩa ồ tại sao họ phải đi bán hàng online bỏ học bán hàng online hoặc là những cái người đó đó hả kiều nữ thầy giáo cô giáo thậm chí bác sĩ luôn phải bỏ qua tới mỹ đi làm trong chạy gà em có biết không nó nó không có năng lực qua tới mỹ cũng khổ bác sĩ đó bác sĩ đó cô giáo đó thầy giáo đó phải qua tới bên hàng và đặc biệt nhất là vô bên mỹ làm những ở trong cái chạy cá chạy gà để có một cái tương lai ở việt nam có năng lực cũng quề tiền chỉ có qua tới mỹ thôi ở mỹ không cần có năng lực bạn cần siêng năng thì bạn sẽ làm được ok là bạn nó, nó nói không cần giàu đúng không sống rủng ra rủng rỉnh tôi siêng năng tôi đi vô tôi làm tôi có một cái công việc tốt tôi tàn tàn một một con á thì nó là phải vào, thử nó nó ra ngoài nó vào được không? Đó nó, nó qua ngoài nó đâu làm được, nó phải đi trở về Việt Nam. Cho nên bạn thấy ở Việt Nam á nó đi phản biện cái cùi không à. Người ta nói ủa ngộ quá. ha. Tây toàn là Nga nó vô, Nga nó đang bị là mắc lê quá cho nên nó vô chỗ nó. Không, tại vì nó đi qua bên nó đi về nó bị đi lính, nó đi bộ đội, nó đánh Ukraine can, họ muốn đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh chị em đúng một khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống dạ hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt bye bye